theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports. Chui vào trong căn nhà này để chơi tương skill hay không, nhưng IQ 500 vừa bị knock out để đạt blue. Như vậy là Econfix đang với những góc ở xung quanh đang bắt đầu đẩy ra ngoài rồi. One Greenet đang di chuyển ra. Như vậy đạt blue bị knock out bởi Neuti, đã có những tình huống đổi mạng khu vực này. Nhưng ai sẽ là người sống và ai sẽ là người phải bỏ đi đây? Hùng Vô Địch đang đẩy lên vực high ground. Long Ca check không kỹ rồi và liên tục tình huống bắn vào đến từ Hùng Vô Địch. Một pha có mạng khá dễ dàng. Fergus là người tiếp theo trong đội Division Gaming nằm xuống rồi. Chủ động đẩy ngược xuống chí hạ của Vinh Ngọc Tần, nhưng vẫn đang còn tới hai con hổ đói mang đêm tác của con Vinh Đà Nẵng. One Greenet bắn ư nếu lửa máu của Neuti và đó là một tình huống clear squad. Bốn họng súng của SGS Team đang liên tiếp sấy vào cái xe của JN, và cuối cùng đèn trận này cũng phải nằm xuống dưới họng súng của đạt AKM, đó là một khẩu SKS. Vừa bỏ qua FGS thì cái hướng di chuyển tiếp theo lại là Cerberus và Tutor bị knock out. Sau đó Pháp di chuyển qua ngay lập tức không thể cứu lại được nữa. Đó là mạng confirm kill dành cho vị trí của Hải Saki. Nhưng bên cạnh Mably Esports còn đó là cái thành viên rẻ đến từ Run Now. Góc lại bị kẹp giữa hai team. Mably cũng không phải ở thế quá đẹp đâu. Cái tên thứ ba đã xuất hiện rồi, đó là XT của Đức ở góc còn lại đến con Phoenix Đà Nẵng. Hải Saki nằm xuống của Ngọc Tân rồi, còn giờ thì sẽ là một bữa tiệc dành cho XT của nước tôi. Họ có những vị trí quá đẹp và cực kỳ dễ để có thể đem về thêm những lượng điểm hạ gục. Blue VA là nạn nhân tiếp theo của XT của nước rồi, và họ có được cho mình tổng số điểm hạ gục là 2 sau 17 phút thi đấu. Và có vẻ như con số này tạm thời sẽ chưa dừng lại đâu, nhưng từ từ đã khi mà Maple Leaf Sport bị lưu hoàn toàn vị trí tốt thứ 12 rồi. Những góc bắn cực kỳ là khó chịu đây, và cái tên nào có thể đi tiếp được. Bây giờ thì ra pha đẩy lên, phát hiện hoàn toàn cái lưng của GN, nhưng đã có đáp trả cực kỳ gắt gao đến từ vị trí Himat. Đương nhiên Rafa phải quay ngược trở lại ngay, và 6 máu còn lại, anh ta không còn thời gian để hồi khi mà cả EZ đã đáp trả vào vị trí YS. Và mà Rafa bây giờ thì khó mất rồi, thậm chí cả Mao Dĩ vậy khi mà cả EZ đang phó cớt vào. Himat đẩy lên cơ hội kiếm kill, pre-fire qua khói, vẫn chưa thể bắt được thêm một ai cả. Và Himat vẫn chưa muốn dừng lại, tiếp tục sấy vào, nhưng đây là một pha sấy hơi tham rồi. Một tuần Z xuất hiện từ phía sau, rất may là Zeken vẫn ở cạnh để có thể đổi mạng cho người em của mình. Và giờ Smoke được trả ra, Himat sẽ vẫn được cứu lên thôi. Tiếp tục là một game thi đấu cực kỳ thành công với XT Team Thủ Đức. Họ đã có được cho mình tới 5 điểm bạn cùng rồi, và Himat vẫn sẽ được cứu lên. Giữ nguyên được điểm 10, và bây giờ thậm chí gà con còn muốn có một tiếng mở cánh để bắt đi người còn lại bên phía của Mao Giger. Và đó là một pha drive by hoàn hảo tới từ gà con. Thậm chí cả XS nữa, nhưng xe XS đang đẩy sang. Liệu có tình huống giao tranh giữa cả Noan cũng như XS không? Gà con đang là người đi đâu? Rất nhiều tiếng súng đã nổ ra, gà con vẫn chưa bị knock out. Zeken phải nằm xuống bởi họng súng xa bao. Sau đó sẽ là cái tên tiếp theo nào đây? Nhưng mèo cũng bị knock out bởi gà con rồi. Đổi mạng là cực kỳ nhanh, đai đường đã nằm xuống, và cả Himat nữa. Cơ hội là dành cho cả hai bên. Noan còn hai người vẫn có thể tiếp tục được trong tình huống giao tranh ở đây. Làm như thế nào đây? Một pha phi hơi thiếu thông tin đến XS từ Đức, nhưng Đức Hiếu xuất hiện rồi. Xa bao nằm xuống, và tình huống chính thức được đưa trở về là 1v1. Nếu như thua trong cái tấn công này của XT Thủ Đức thì có lẽ là No 1 sẽ tỏ ra là cực kỳ đáng tiếc để tiếp tục công xuống. 74 là một confirm đấy của Sapao. Giờ thì chỉ còn lại một mình Easy Love thôi. Triple 7 bên phía của The Expendable cũng đang nhăm nhe đẩy sang rồi. Chắc chắn sẽ là một pha công tới The Expendable khi có tín hiệu một trong hai đội tuyển, đó là No 1 cùng với các thành viên bên phía của XT Thủ Đức clear. Easy Love confirm hộ đi. Vâng, bên phía của XTM từ Đức với một quả nết đi hơi sai địa chỉ một chút, nhưng không sao cả. Cuối cùng thì 74L1 cũng lên tiếng và sửa sai cho những người đồng đội bên phía của XTM từ Đức. Trong khi đó EZ đang mất người, cả Clay và Sinvi bị knock out bởi đạt Blue. Một tình huống quá bay rồi, nhưng Smell kịp thời đổi mạng. Sau đó Smell đã nằm xuống về Ngọc Tân rồi, và EZ còn lại một mình quay hết thôi. Nhưng nhiều đó là có đủ không? Một tình huống brick try mà không kịp nữa rồi. Và đó là cái kết dành cho EZ Esports vị trí top thứ 8. Game hòa đồng kịp thời, vị trí bắn của Disgusting kiếm cho mình thêm một điểm kill. Từ một pha mà 4v3 thì bây giờ đã thành 3v2 dành cho XS rồi. Quá bất ngờ mà Zeken đang có một pha di chuyển ở trên mái nhà. Chắc chắn không ai biết được cả Đức Hiếu bị headshot. 1v3 trước các thành viên bên phía XS đây. Không có nhiều những góc mà Levit có thể xử lý được, nhưng Levit vẫn bắn được vào mặt của Zeken ở trên mái nhà. Quả flash trả ra là trắng, nhưng những người còn lại bên phía của XS không đủ sự tự tin để có thể đẩy ra bắt vào vị trí của Levit. Tuy nhiên thì Levit vẫn đang chủ động giữ lại cái góc này cho mình, khi ta biết rằng là lượng máu nhiều đó là không đủ để ăn được hai người, sẽ cần phải có thêm thời gian. Nhưng bây giờ thì đã có focus vào game hòa đồng có mạng của các thành viên từ phía XT Team Thủ Đức, và 74L1 vừa tạm biệt cuộc chơi tại đây. Và bắn ở tầm gần như này thì chắc chắn là Barry sẽ lợi thế hơn rất nhiều so với khẩu M4 trên tay của Levit rồi. Các cầu thủ làm gì nên nhanh đi khi bằng boy giật sang phía bên phải. Game hòa đồng bằng mất người trước thành viên từ phía FGS. Chu Kỳ có rất nhiều những bảng hạ gục ở đây, và tiếp theo là cả Venus Gaming nữa, mặc dù rất xa nhưng Phoenix đã áp trả vào với tình huống bắn đến từ Ngọc Tần, những người đồng đội của mình.
Ở thời điểm này Venus cũng phải cẩn trọng, còn với Levit ở đây máu đa rất yếu. Và liệu tình huống 1v1 đây Levit có đem về cho mình phần thắng hay không? 21 điểm máu còn lại đã có búp flash trắng, nhưng sau đó thì Gà Con là người làm tốt hơn. Và 3-0-7 vẫn còn, đó là những cái quả smoke để di chuyển qua đường. Nhưng Game Hòa Đông di chuyển qua đường, nhận cả họng súng của cả Cerberus cũng như là cả FGS team thôi. Đây là một cái pha sống cộng sinh cực kỳ hay tới Cerberus nha. Nhưng mà từ từ bằng quả lửa tới được God này là quá chí mạng. Solo gì đã nằm rồi, liên tiếp bị tap vào. Và đó là mạng dành cho đạt AKM. Còn lại một mình Brazil thôi. Nhưng đây là một pha nằm quá khó chịu. Brazil đem về thêm một điểm gục nữa dành cho Cerberus. Đây là một góc nằm không đẹp lắm và cực kỳ bất ngờ khi Game Hòa Đông bị clear hoàn toàn ở vị trí top 4. Rồi đó là 2kill của FGS, cũng chính là người mà đã bắt được tới hai thành viên của Game Hòa Đông ở trong tình huống combat trước đó giữa FGS cùng với Game Hòa Đông. Và giờ thì bằng 3v1 Dũng bất ngờ nằm xuống cùng vô địch. Và liệu có một pha gì đó bất ngờ xảy ra ở đây không đây? Cùng vô địch tiếp tục trả flash ra. Đạt AKM đang đi chống kia và đó là cơ hội cực kỳ lớn cho vô địch. Đập bờ độc ảo rồi, cái quái gì đang xảy ra với FGS đây? Và lỡ như Cerberus đem về cái top 4 thì sao? Và đây sẽ tình huống 1v1 cuối cùng giữa Hùng vô địch cũng như là cả Brazil. Trước đó tôi thấy rằng những cái quyết định rất hay đến từ FGS team, nhưng sau đó có vẻ như là họ quá hồi hộp trong những tình huống cuối cùng và đã có những sai sót xảy ra. Và bây giờ hãy cùng nhìn về tình huống cường steal cuối cùng của cả Brazil như Hùng vô địch. Top 1 gọi tên Unicorn Phoenix Đà Nẵng hay là Cerberus đây? Thì Hùng vô địch đang mở cánh ra đáp trả và cực kỳ gắt gao. Brazil còn nửa máu, cơ hội cho Hùng vô địch chính là đây. Brazil không có đủ thời gian để hồi lên first aid kit đâu. Và Hùng vô địch muốn đẩy không đấy, đã có book flash ra. Quay Hùng vô địch cũng chẳng quá nhiều, nhưng sau đó thì bất ngờ gọi tên Cerberus Esports với chỉ 6 kill.